Cuộc hôn nhân nó cũng giống như là một ngọn đồi. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều điều đẹp đẽ ở trên đỉnh đồi. Và rồi chúng ta bắt đầu leo, mà chúng ta không ý thức được rằng để leo được lên đến đỉnh, chúng ta cần... Đó là tôi ăn lười tập thể dục. Tôi ăn biết đấy là việc cần làm và nên làm nhưng mà vẫn lười. Và thích sống trong vùng thoải mái của mình. Có những lúc ông xã bảo là tại sao em không tập thể dục? Tôi ăn nói môn thể dục của em là thiền hành. Thiền hành là bước đi từng bước chân thật chậm và tỉnh thức. Và bao nhiêu lâu nay tôi ăn tập mỗi một môn thể dục là thiền hành. Thế là đến ngày phải leo núi rồi. Leo một ngọn đồi rất là dốc. Và thấy ông xã của mình leo phăm phăm á. Mặc dù ông ấy khoác ba lô rất nặng nha. Ba lô phải đến 20 kg thì ông vẫn leo phăm phăm mà. Và mình thì bước đi rất là chậm. Mà ông xã của tôi ăn hay một cái. Đó là việc của anh bước là việc cứ bước, còn việc em ở sau là việc của em. Đương nhiên anh ấy có đợi, nhưng anh cứ leo một đoạn xa rồi anh cũng đợi. Mà anh ấy sẽ khích lệ tinh thần của mình bằng những cách rất tuyệt vời là: ôi dồi ôi, tưởng thế nào, tại sao mà lại yếu thế rồi. Toàn những cái lời rất là khích lệ tinh thần luôn, để mà mình có thể bước. Và cuối cùng tôi ăn phát hiện ra một điều, đó là bí mật để mình leo lên được. Đó là bước thêm một bước. Mình không cần phải ngóng là ôi bao giờ đến đỉnh đồi, ôi bao giờ đến đỉnh đồi để được nghỉ nhờ. Mình chỉ cần biết chính cái bước chân của mình đang ở phía trước thôi. Bước thêm một bước, bước thêm một bước, bước thêm một bước. Khi bạn không cần phải ngóng bao giờ đến đích để bạn vui nữa, bạn cứ bước thêm một bước đi. Và những lúc bạn mệt thì bạn nghỉ. Bạn đâu so sánh bạn là sao mình bước chậm thế, sao người kia bước nhanh thế đâu. Bạn đâu cần phải so sánh xem là sao mà mình bước ngắn thế, người kia bước dài thế. Và chắc chắn sẽ có những bước chân đó, bạn bước hụt, bạn bước vào vũng lầy chẳng hạn. Thì việc của mình là bước vào vũng lầy rồi, thôi bước tiếp thì sẽ qua được cái vũng lầy đấy. Bước hụt ngã, lùi xuống không sao, lại bước thêm một bước. Và hãy bước thêm một bước để chinh phục ngọn đồi của bạn. Và hãy vui trên từng bước chân đó. Không cần phải so sánh. Bạn biết rằng khi bạn chịu bước thêm một bước là bạn đã đang chiến thắng và bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình rồi. Và bao nhiêu trong số các bạn ngồi đây sẽ đồng ý là mình sẽ bước thêm một bước mỗi ngày trên ngọn đồi của chính mình và không so sánh bước chân của mình với bước chân của người khác. Các bạn tự cam kết với chính các bạn nha. Và mỗi ngày bước thêm một bước thật nhỏ, thật bình an và vững chãi nha. Và có bước hụt thì bước lại, không sao hết. Cuộc đời này cho chúng ta rất nhiều cơ hội và rất nhiều sự lựa chọn để chúng ta có thể sai sửa và làm lại mỗi lúc mà chúng ta muốn. Đừng chết chìm ở trong đó. Các mối quan hệ nó cũng giống như là một ngọn đồi. Cuộc hôn nhân nó cũng giống như là một ngọn đồi. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều điều đẹp đẽ ở trên đỉnh đồi. Và rồi chúng ta bắt đầu leo, mà chúng ta không ý thức được rằng để leo được lên đến đỉnh, chúng ta cần sự kiên trì, sự bền bỉ và nghị lực. Trong tình yêu hôn nhân, khi các bạn kết hôn, thường có ba cái nhẫn. Cái nhẫn đầu tiên được gọi là nhẫn đính hôn, là đính ước với nhau là em sẽ lấy anh, anh sẽ lấy em đấy. Cái nhẫn thứ hai đó là nhẫn cưới, được trao cho nhau trong cái ngày cưới. Nhẫn cưới, bây giờ chúng ta đã là vợ là chồng của nhau rồi đó. Và khi chúng ta đeo nhẫn cưới cho nhau là chúng ta thầm cam kết với nhau. Giống như bài hát hôm qua ấy, nguyện hứa rằng cả đời luôn thủy chung, vợ luôn hứa rằng làm người vợ hiền lương, quan tâm tôn trọng chồng. Và rồi còn có một cái nhẫn nữa. Nhẫn nại, nhẫn nhịn, nhẫn nhục là cái nhẫn nữa mà nó không tồn tại thành hình dáng, nhưng nó vẫn đang tồn tại. Và chúng ta cần phải có thêm cái nhẫn này nữa. Có một câu chuyện rất hay về tình yêu hôn nhân thế này, tôi ăn muốn kể cho các bạn. Câu chuyện này diễn ra ở Singapore.
Bạn nào ở đây Singapore bay về ha? Câu chuyện này diễn ra ở Singapore. Có một người phụ nữ và một người đàn ông kết hôn với nhau. Trong cái ngày cưới thì người cha vợ, bố của cô dâu mới gọi chú rể riêng ra một góc để nói chuyện. Đây quả thật là một người cha vợ quốc dân. Ông nói: "Con trai à, hôm nay con trai đã lấy con gái ta rồi đấy." Và chàng trai nói: "Vâng, có phải trong mắt con gái của ta rất đẹp phải không?" Ông hỏi. Và chàng rể nói rằng: "Vâng, có phải trong mắt con gái của ta rất hoàn hảo và tuyệt vời đúng không?" Chàng rể nói: "Vâng, thưa bố, đối với con, cô ấy thật là hoàn hảo, thật là xinh đẹp." Và người cha vợ tiếp tục ôn tồn: "Nếu như một ngày con khám phá ra những điểm xấu tệ của con gái ta, thì con hãy nhớ rằng nếu ngay từ đầu con gái ta không có những điểm xấu tệ ấy, thì nó đã lấy một người tốt hơn con nhiều." Và chàng trai rất là bất ngờ trước câu hỏi này, trước điều này mà người cha nói với anh ấy. Nhưng sau nhiều năm chung sống, mỗi một lần biến cố, mỗi một lần khủng hoảng, mỗi một lần mà anh ấy nhìn ra những cái điểm xấu tệ của người vợ này, anh ấy lại nhớ đến lời nói của cha: "À, nếu vợ mình không có những điểm xấu tệ này thì vào năm đó, vào thời điểm đó, vợ mình đã kết hôn với một người tốt hơn mình nhiều, và mối quan hệ của họ được tồn tại một cách bền vững." Các bạn có thấy điều này đúng không? Và với những người vợ cũng thế. Nếu như người bạn đời của mình không có những điểm tệ đó, thì lúc đó họ cũng đã lấy một người phụ nữ tốt hơn mình nhiều. Và nếu như mình đã chọn người ta rồi, hãy chấp nhận cả điểm xấu và cả điểm tốt của người ta, để có thể yêu thương một cách thật lòng, để có thể yêu họ đến tận cùng. Và các bạn phải rèn luyện rất nhiều nghị lực, các bạn mới có thể đi được đến với nhau đến cuối cuộc đời. Và kể cả không đi được đến với nhau đến cuối cuộc đời, thì hãy luôn luôn giữ sự ngọt ngào trong tim để đối xử với nhau một cách thật tử tế.